Rồi, ok, xin chào tất cả anh em cũng như là tất cả anh em trên fanpage. Duy Khải chúc anh em một buổi xem video live vui vẻ cũng như video anh Evan này vui vẻ lắm ơi. Ở cái lần này thì Khải anh Evan cho anh em đọc bùa của bang anh em. Hiện tại thì ở server này thì đẳng cấp của server thì cũng 120 máy hết rồi. Mà anh em đọc bùa thì hơi thọ nữa là Khải và anh em trưởng lão cũng quyết định anh Evan up cấp cho gạch năm đọc này. Thì cho anh em xem lại một lần nữa để có thể dự đoán lại này. Thì hiện tại với cấp này thì nó có 2 tỷ 3 thôi anh em. Có 2 tỷ 3 thôi. Và cái Evan này thì anh mát thì nó sẽ được 30 tỷ anh em. Được 30 tỷ kinh nghiệm nha. Thì anh em cứ dự đoán xem thử anh xong 30 tỷ này Khải sẽ lên được bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm. Cứ dự đoán mạnh ai trúng thì sẽ nhận ngay phần quà 50k cạc cho vui anh em. Và anh em lưu ý chỉ là dự đoán một lần duy nhất thôi nha. Anh em nào mà dự đoán nhiều lần thì Khải chỉ tính một lần duy nhất thôi nha. Còn anh em nào mà dự đoán nhiều lần mà đi hủy hoặc là hủy comment đầu tiên đi để có thể nhận comment thứ hai là không được nha anh em. Đó. Và bây giờ Khải sẽ ăn hết mấy cái này đã rồi bắt đầu Khải nghe mình show cho anh em xem. Anh mình show cho anh em xem. Từ nha mọi người đó. Rồi anh em có dự đoán bạn đi. Anh em có dự đoán bạn anh em rồi Khải hết 1.000 cái này đã nha. Chu tiền trắng à. Ừ. Từ Khải chưa ăn mà Khải đang ăn mấy kia rồi ấp ít nhẹ kinh nghiệm thôi nè. Chu tiền trắng ok, chỗ nào cũng được. Anh em lưu ý là dự đoán một lần một thôi nha. Anh em lưu ý dự đoán một lần một thôi nha. Rồi bắt đầu dự đoán mạnh đi anh em. Bắt đầu dự đoán mạnh đi. À, và anh em đừng quên thì ủng hộ Khải một đăng ký kênh cũng như là nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo từ kênh cũng như là những hoạt động bên mấy chủ cùm X5 Đại Gia Sơn nha anh em. Thầy Khải ơi. Ơi. Cho em đặt hàng mật tịch 6-15 nhá. Rồi, đợi tới chút nữa đã. Ok. Rồi đó, anh em cứ đang xem cứ ủng hộ mạnh comment mỗi người duy nhất một lần thôi nha anh em. Mỗi người duy nhất comment một lần một thôi. Những anh em nào mà comment 5-6 lần là Khải nhìn Khải biết ngay nè. Mà 5-6 lần thì Khải cũng tính cái lần đầu tiên thôi. Còn lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 coi như bỏ nha mọi người. Mà anh em nào mà không khôn hơn xíu nữa, dự đoán nhiều lần mà cái lần đầu tiên bị sai, anh em đi xóa cái bình luận đầu tiên đi thì coi như người đó là hủy luôn, không được tham gia nha anh em. Tại vì là chơi gọi là chơi chiêu á nè. Chơi chiêu comment nhiều lần mà còn hủy cái bình luận đầu tiên không đúng á, để lấy cái bình luận thứ 2 á là coi như người đó hủy trực tiếp luôn nha. Đó. Đó là tại vì anh em xem trên kênh Khải nhiều anh em cũng biết rồi. Mỗi lần thì Khải có anh Evan này nọ, Khải đều cho anh em những phần quà tương đương 50k cạc, 100k cạc này nọ rồi. Ok, bây giờ giúp nè anh em ơi. Lâm tiền. Anh em dự đoán mạnh đi anh em ơi. Không biết lên bao nhiêu cấp, nhiều phần trăm nha. Được gì đây? Một cái thiệp đặc biệt. Hiện tại Khải cũng đã cắn may mắn trên người hết rồi nè. Cắn may mắn trên người hết rồi. Hello anh em nha. Anh em lưu ý là hãy kích vào cái link trên YouTube để dự đoán nha anh em. Khanh Việt này, Hải Việt Chu này. Anh em hãy kích vào cái link bên trên này. Với lại Nguyễn Kiều Phúc này. Anh em thấy cái link là bên trên là hãy kích vào link YouTube để dự đoán không nè. Đó, anh em hãy kích vào đó dự đoán nha. Hiện tại bây giờ Khải được 100, gần 200 cá rồi nha mọi người. Gần 200 cá rồi nha mọi người. Nói chung là anh em này may mắn hơn thì được dự đoán trúng thì Khải sẽ tặng anh em 50k cạc vì đồng đồng thôi nè. Anh em thích cạc nào thì Khải tặng anh em cạc đó thôi. Ờ được rồi. Rồi nhảy cánh khác đây nè mày. Nãy giờ bên chỗ tiền trắng này gần 500 gần 400 cái rồi mà Khải chưa thấy gì. Về thôn mà Khải tiếp tục về thôn. Thôn Giang Tâm. Được 5 lần bài bot đặc biệt rồi. 5 lần bài bot đặc biệt rồi. Gì đây, hộp gì đây? Hộp quà tông sư trong đạo. Cái gì hộp quà tông sư trong đạo nữa, hai cái luôn à. Sáu lần bài bot rồi. Số lần bài boss đặc biệt rồi. Hết 500 cái rồi, hết 500 cái mà chưa có cái kỹ năng tiềm năng nào cả nè. Lần này mình chơi là động động mình lên đi thôn tiếp tục. Đúng rồi anh em cứ mạnh tay dự đoán anh em, lưu ý là dự đoán một lần thôi nha. Tí nữa khoảng tầm 200 cái, tí nữa khoảng tầm 200 cái Khải sẽ cho anh em ngừng và không dự đoán nữa nha. Đó, đỡ anh em khỏi mấy công người dọn đợt dự đoán trước người đoán sau, gần quá thì nó lại mất hay nè. Ui có vẻ như lệnh bài boss khá là nhiều. 2, 4, 6, 7 cái rồi. 7 cái lệnh bài boss rồi. Mà chưa có một cái bông hồng nào cả nè ơi. Đang tìm cái bông hồng kỹ năng và tiềm năng được ăn dạng chính mà không có nè. Không có luôn. Tinh hồng bảo thạch. Thiết là hán. Hiện tại bây giờ Khải đã lên 110 cấp rồi. Hiện tại bây giờ anh em vẫn còn được dự đoán nha. Vẫn còn được dự đoán nha. Hãy dự đoán đi. Tí nữa mà cấm không cho dự đoán là ngừng đó anh em. Cứ qua thôn anh à. Nãy ở thôn nè anh em.
nãy giờ thôn này nè, đào hương thôn, đồ con sợ nó vun rương rồi, còn 200 cá Khải sẽ ngừng vào đón nha mọi người, 200 cá Khải ngừng vào đón nha, đâu chưa cái gì luôn, ôi chưa có một bông hồng mà luôn, rồi ngừng dự đoán. Rồi sau cuối tuần ngừng dự đoán là những anh em nào mà dự đoán nữa sẽ không được tính rồi nha. Đó, anh em thấy chữ ngừng dự đoán không? Ok, tí nữa Khải sẽ chết lại. Bây giờ thì Khải sẽ đi giao dịch cái mấy cái vật phẩm này qua chính để nó khỏi chặt rương cái nè. Ngừng dự đoán rồi nha, ngừng dự đoán rồi nha. Những anh em nào sau cái câu comment của Khải á thì những cái comment của anh em coi như là không được tính nha. Không được tính rồi nha. Đó, nói chung là nhanh gọn thôi. Cái event này thì tạo cho anh em một cách nhanh gọn thôi. Nếu mà ăn hết 200 cái nữa chốt thử ai ai trúng ai chặt là biết ngay nè. Khải chốt trực tiếp trên kênh, ai chặt ai trúng là biết ngay nè. Khải sẽ vứt mấy cái bình máu nè, thuốc lắc nè, mấy cái này không có giá trị lắm nên là Khải sẽ vứt qua khỏi chặt rương anh em. Máu tống kim nè, mấy cái này Khải sẽ đi tống kim. Còn mấy cái nào được lại thì Khải đỡ đó, Khải sẽ tính chốt giá cho anh em xem thử ăn cái bình nó sẽ lời hay là lỗ và như thế nào thì anh em sẽ chờ đợi phục duyên này, coi chặt rương này, rồi bàn nhiều tâm kinh này, này vứt qua bên này, quá tử này, tiền thấu lỗ nguyên thua, rồi 1, 2, 3, 4, ok, rồi còn mấy cái cuối cùng thôi, đợi Khải cho anh em xem, tầm này là không được dự đoán nữa nha mọi người, đó nhanh thôi, trong anh em dự đoán tầm vài giây thôi. Rồi ngừng cái hả? Không biết là bao nhiêu nha, tại vì là ngừng rồi mà anh em. Những cái comment bên dưới sau cái câu ngừng giờ đó là không được tính rồi, không được tính rồi mà. Rồi tiếp tục dọn dọn rương cao cao lên tí thử được gì nữa không nha. Rồi anh những phát cuối cùng rồi em ơi. Như nãy anh em nói về thôn rồi, có cái thôn thạch cổ trắng. Ok, về thạch cổ này. Rồi đó là những giây phút cuối cùng, xem ai sẽ là người dự đoán chính xác. Có vẻ như là chắc chắn sẽ lên 112 rồi mà không biết là bao nhiêu phần trăm nha anh em. Đó, không biết bao nhiêu phần trăm thôi. Chắc chắn là lên 112 rồi đấy. Đã lên 112. Anh em nào mà đã dự đoán 112, chuẩn bị kết quả và chờ đợi tinh thần anh em ơi, xem ai trúng nha. Anh em nào đã dự đoán 112 thì tỷ lệ trúng anh em khá là cao. Chỉ còn vài chục túi nữa thôi anh em, chỉ còn vài chục túi nữa thôi. Đầu không có một bông hoa hồng nào luôn ta. Đầu nhỏ vậy. Ui, giờ mới ra được một cuốn. Ui, mật thịt 20, 125 cấp. Ui, cuốn này ngon ấy. Cuốn này có hàng đấy. Trời ơi, một cuốn mật thịt thôi em. Đồ thám vậy. Chết tui rồi. Sao mà nhỏ dữ ta. Chết tui rồi. Lệnh bài boss 30 ô trống. À đâu, một cái cuối cùng nữa. Đồ anh gần 1.000 cá mà cho cái một mật thịt anh em. Đồ hơi thám nha. Một mật tịch thôi, hơi thảm anh em ơi. Cho có một mật tịch thôi, hơi thảm. Hãy bước mấy cái này vô trong cho nó rộng chỗ. Cho một mật tịch thôi, hơi thảm. Rồi, cái cuối cùng. Đủ xanh 30 ô trống mà. Kiểu này tôi phải vứt bớt ba mấy cái rác ra rồi anh em ơi. Ba cái rác để làm gia tẩu á. Vứt đi. 30 cái, kiểu này bỏ bớt mấy cái này vô đi. À đây, cái này vô đi. Đâu, tính ra anh gần 1.000 cá mà được một mà một cuốn mật tịch 20. Và đây là cái cuối cùng, đủ 3 ô không ta. Trời ơi, bí kíp áo đại thành bí kíp 120. Rồi ok, thằng em đang cần, thằng em gì đâu. Đó, đồ hình quá. Cái cuối cùng cũng ra anh em. Đồ, đồ mình chủ yếu ăn cho gì phát này anh em ơi. Đồ quá đẹp. Đây cho anh em xem một cái bí kíp kỹ năng này. Đó, quá đẹp quá chắc luôn anh em ơi. Một đại thành này, chủ yếu mình tìm hai cái này anh em ơi. Hai cái này là quá chắc rồi. Một bộ full 120 luôn anh em ơi. Ừ thì ngon quá. Đúng rồi, đồ ngon lành. Ừ đúng rồi, đại thành anh em ơi. Gì tí nữa anh đỡ cho xài. Đồ quá đẹp. Chủ yếu vún phát một này cho thằng gì ra ra thiệt luôn nè. Khỏi mấy con mua ngồi nè, mua ngồi của nó bán cao lắm. Đây cho anh em xem này, tháng mới này có vẻ anh Evan khá là ổn.
Được rồi. Mở cái hộp đi, mở cái hộp xem có được cái đại thành nữa không. À cái hộp á, đâu đâu hộp đâu hộp đâu. Một à đâu hộp đâu. Đây hộp quà, có kiếm thử được cái đại thành nữa không anh em. Hộp quà gọc mớ. Hoán bình thạch đâu. Ma đèn quá. Cái hộp đó có thể ra được cuốn bí kíp này anh em. Cái cuốn bí kíp này là hiện tại giá nó bán 3-4 kim anh em. Quá ngon. Nè được rồi, tính nhẹ nhẹ thử lời hiện lỗ nha anh em. À, hiện tại bây giờ là 112. Hiện tại lên 112 cấp. Quyển 20 bán được không vậy? À, ừ, kiếm ngay hàng độc em. Và chưa mua được đúng không? Cũng đang ngon, còn cũng đang ngon em. 48% nha. Ai dự đoán đúng nhận tiền 50k nhé. Anh em đợi tí. Trước khi mà Khải sau cái đồ này lời hay lỗ thì anh em cùng đợi theo Khải xem thử ai trúng cái phần thưởng ngày hôm nay nha mọi người. Khải sẽ trở về full màn hình cho anh em xem thử ai trúng ngày hôm nay. Anh Khải đéo được cái kỹ năng tiềm năng nào à? Ừ, không được kỹ năng tiềm năng luôn, nhỏ vãi cứ. Đây. Rồi tiếp tục Khải sẽ cho anh em xem. Rồi, đây. Hiện tại bây giờ thì Khải lên cấp 112, 48% nha mọi người. Anh em có thể xem rõ trên kênh YouTube Khải không? Khải đang hoạt động khá là nhiều trên này. Đây. Hiện tại bây giờ hơn 150 anh em đang xem trên kênh YouTube và hơn 42 người trên kênh Fanpage. Ơi, anh ra một cặp đau hên xui đó, Rio Hino. Có người anh chỉ một cái là có người anh không có cái nào luôn á. Chứ không phải một cặp đâu, không phải ô tô một cặp đâu nha em. Anh đây là con thứ hai rồi, con đầu tiên anh mít toàn bộ luôn á. Và bây giờ chúng ta cùng xem này, ai dự đoán đúng nha sẽ được nhận 50k nhanh nha anh em ơi. À, anh em có thể xem trên kênh YouTube của Khải này. Đây. Sau khi cái lời comment này, anh em thấy Khải quẹt không? Anh em này được Khải bật to lên tí. Đó. Anh em dự đoán anh Mát Đế Vinh Su lên cấp bao nhiêu phần trăm chính xác nhất sẽ nhận ngay 5k cạp. Và đỡ Khải xem thử ai sẽ dự đoán nhanh chính xác nhất nha. Duy hình 110 nè, 111, 107, 110, 108, 109, 110, 110, 108. Chưa có ai 112 cả, tiếp tục kéo xuống dưới, kéo xuống dưới. Chưa có 111, 2% chưa có. Toàn là 111, 110 thôi. 114 quá cao rồi, cái này quá cao rồi so với hiện tại rồi. 111, 111. Sai hết ạ. Rồi, sai. Sai hết luôn đúng rồi, chỉ có một mình là 112 mà 3% thì không trúng rồi nè. Cách tương đối cao nhất là từ 10% quay đầu. Từ 10% quay đầu mà chỉ có một mình là anh 1990 LTD đoán là 112 3%. Thì nói chung là anh em thấy chữ ngừng dự đoán không? Sau từ ngừng này thì trở lên thì cũng không ai chính xác rồi. Hôm nay anh em quá đen. Khải thì may mắn mà anh em quá đen nha. Đó. Quá đen. Nè không? Quá đen. Không ai dự đoán 100 chỉ cần 112 38% thì anh em trúng rồi. Hoặc là 112 58% anh em trúng rồi. Mà trong này không ai dự đoán trúng cả anh em ơi. Quá đen quá nhỏ. Còn anh này thì 112 nhưng mà cách biệt với 45% thì một cái tỷ lệ quá xa anh em ơi. Thì như Khải nói thì quay đầu khoảng 10% quay đầu thôi là sẽ trúng. Mà đây không ai trúng cả. Không ai trúng cả. Không ai trúng nha anh em. Rồi nói chung là cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều nha. Bây giờ thì Khải sẽ giao dịch và tổng đồ cho anh em xem. Và đừng quên ủng hộ video một like chia sẻ và anh em cứ đăng ký kênh rồi nhấn chuông nha anh em. Sau này có event gì tặng cạc tiếp thì Khải sẽ tặng anh em tiếp tục cho vui nha. Đừng quên ủng hộ like chia sẻ mạnh nha mọi người.